Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cái vấn đề đó là điêu khắc chân mày. Và dưới đây là cặp chân mày mình vừa tiến hành điêu khắc cho khách hàng của mình. Như các bạn cũng thấy nha, là mình vừa tiến hành điêu khắc ở phần đuôi chân mày. Ở cái phần đầu chân mày thì mình kết hợp là phun tán bột. Thì như các bạn đã thấy, điêu khắc chân mày cái ưu điểm của nó là nó sẽ tạo lên được những cái sợi lông mày giống như thật đang xen vô những cái sợi lông mày thật, cho nên mình nhìn mình cũng khó là biết. Nói chung là nó cũng rất là sắc nét. Và cái ưu điểm nữa là cái điêu khắc chân mày á, là nó cũng không có đau, sử dụng cũng rất là lâu và nó cũng không có sưng, nó cũng không có chảy máu. Thì thêm một cái nữa là giữ sau khi mình tiến hành điêu khắc á, thì nó cũng rất là đơn giản. Cái điều là mình khi mình tiến hành điêu khắc xong là về nhà khoảng vài tiếng đồng hồ đầu tiên là mình không có được cho nó chạm nước. Nói chung từ 1 tới 5 ngày đầu là mình hạn chế cho nó dính nước ở cái vùng điêu khắc. Thứ hai nữa là kiêng ăn những cái thực phẩm gây sẹo như rau muống, thịt bò. Và nó là kiêng ăn những thực phẩm gây sưng đỏ như là hải sản, chất kích thích, rồi để cho bong tróc tự nhiên, không dùng tay để bóc vẫy những cái lông mày để cho nó bong tróc tự nhiên, không được sử dụng kem phấn dính vào lông mày điêu khắc. Rồi khi mà mình điêu khắc xong thì khi mà phát hiện có vấn đề gì thì ít nhất cũng phải 1 tháng sau mình mới có tiến hành mình dặm lại, mình chỉnh sửa lại. Có điều cần lưu ý sau khi mình tiến hành điêu khắc chân mày xong là sau 3 ngày mình phải bôi thuốc mỡ chuyên dụng cho điêu khắc lông mày để cho màu lên đẹp và tự nhiên. Mình uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, cường sức đề kháng để tránh tình trạng nhiễm trùng. Nên chăm sóc hàng lông mày theo đúng những cái chỉ dẫn của chuyên gia. Sau 2 tháng thực hiện, nếu bạn không thích dáng chân mày này, mình có thể tiến hành điêu khắc lại. Phương pháp điêu khắc chân mày này nó phù hợp cho gần như tất cả những cái lứa tuổi. Và kể cả nam giới và nữ giới đều có thể làm được. Phương pháp điêu khắc này nó giúp cho mình khắc phục được những cái tình trạng như là lông mày quá thưa, hoặc là không có đuôi, hay là bị lệch lông mày, bị lệch. Nói chung là gần như là nó khắc phục được tất cả những cái nhược điểm của chân mày. Tuy nhiên có một cái điều đáng lưu ý, nếu mà lông mày mình quá thưa thì nên cân nhắc cái phương pháp này. Nếu mà lông mày mình không có hoặc quá thưa, mình sử dụng phương pháp này thì nó sẽ lộ ra những cái sợi lông mày điêu khắc thì nó không có đẹp, nó thiếu tự nhiên. Cuối cùng thì mình xin chúc cho tất cả các anh chị em sở hữu được cặp lông mày như mình mong ước. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà thấy có ích thì vui lòng like, share, comment và subscribe để ủng hộ kênh.